Với phương châm tuyên truyền phải đi trước một bước, để góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã tập trung triển khai công tác tuyên truyền theo hướng cụ thể, thiết thực và hiệu quả. Những thông tin về cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp đã được phát thường xuyên trên đài truyền thanh thị trấn Thanh Thủy thời gian qua. Ngoài việc thông báo thông tin thời sự chính thống, văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác bầu cử, cán bộ truyền thanh xã còn thường xuyên cập nhật tiến độ công tác bầu cử tại địa phương tới người dân. Xây dựng kế hoạch phát thanh, tuyên truyền và triển khai đến rộng rãi đến toàn thể nhân dân trên địa bàn thị trấn được biết về cái mục đích, ý nghĩa của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Cái này thì đối với địa bàn chúng tôi thì cũng đã tuyên truyền vừa trực quan ở đài truyền thanh của thị trấn, cũng như tuyên truyền đến các khu dân cư để mọi người dân nắm bắt được cái công tác bầu cử và thực sự nó là một cái ngày hội của nhân dân. Ngay sau khi Ban chỉ đạo công tác bầu cử, Ủy ban bầu cử huyện Thanh Thủy ban hành kế hoạch triển khai công tác bầu cử, đài truyền thanh truyền hình huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền. Bên cạnh việc tiếp âm, tiếp sóng, đơn vị này còn tăng cường lượng tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong hơn 10 chương trình phát thanh gốc tự sản xuất, cũng như trong tin bài phối hợp với đài phát thanh truyền hình tỉnh. Ngoài cái việc tăng cái thời lượng chiếm một cái tỷ lệ rất là lớn trong cái nội dung chương trình, thì chúng tôi cũng chú trọng là xây dựng cái nội dung đi sâu vào những cái nội dung mà cán bộ đảng viên quan tâm nhất để phản ánh cái tiến độ với công tác chuẩn bị cũng như là tiến hành, làm sao để tạo ra một cái khí thế rất là sôi nổi trước cũng như là trong ngày diễn ra bầu cử. Để tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân hướng về cuộc bầu cử, công tác tuyên truyền sẽ góp phần làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng và đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Qua đó động viên nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, lập thành tích hướng về cuộc bầu cử cũng như thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.